vậy thì trả ra gọi ra nhiều thế. Nên nhảy nhụa. Vừa rồi là mình gặp sự cố với cái keo nến của mình nha các bạn ơi. Lúc mình ấy thì nó không ra. Chứ ok hơn nha các bạn ạ. Đấy, như vậy là mình đã gia cố thành công. Cho chiếc chân cũ xe gió này của mình. Theo các bạn là có nên làm cho nó một cái công tắc không nhỉ? Công tắc để mình thử xem nó. Đấy, rất chi là tuyệt vời các bạn ơi. Mình sẽ lắp cánh cảnh quạt vào. Các bạn hãy xem chiếc cú xe gió của mình đây này. Mình sẽ dùng quả ắc quy này cho chiếc cú xe gió của mình có thể chạy. Cú xe gió của mình hơi lung lay. Các bạn hãy nhìn và đánh giá sản phẩm của mình nha. Nếu mà đây mà là cái cú xe gió thật sự thì rất chi là tuyệt vời nha các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy nó tuyệt vời không? Rất chi tuyệt vời đây, cục xe gió. Chiu chiu. Mình xin chào tất cả các bạn nha, video của mình đến đây là kết thúc rồi.